Huấn luyện viên Kim Sang Sích khiến chủ Diê bẽ mặt cho cưng thầy Bắc được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam. Ngày 26 tháng 3 vừa qua, một chương mới đã mở ra cho bóng đá Việt Nam khi huấn luyện viên Philippe Chu và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đạt được thỏa thuận để chiến lược gia người Pháp chia tay đội tuyển quốc gia. Trong hơn một năm cầm quân, huấn luyện viên Chu đã đối mặt với nhiều chỉ trích về việc sử dụng cầu thủ không hợp lý. Trong đó nổi bật là trường hợp của Nguyễn Đức Chiến, một cầu thủ có phong độ ổn định nhưng bị ngó lơ suốt thời gian dài. Nguyễn Đức Chiến là một trong những tài năng đáng chú ý của bóng đá Việt Nam. Tại câu lạc bộ thể công Việt theo, mùa giải 2023, anh đã có một mùa bóng ấn tượng khi không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn thường xuyên góp mặt trong danh sách ghi bàn. Với chiều cao 1m84, Đức Chiến có khả năng tranh chấp bóng bổng tốt, hỗ trợ đồng đội cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Tuy nhiên, dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuzier, Đức Chiến dường như không tìm được chỗ đứng trong đội tuyển quốc gia. Mặc dù được triệu tập lên tuyển, anh lại hiếm khi được sử dụng trong các trận đấu quan trọng. Điều này không chỉ gây thất vọng cho chính bản thân cầu thủ mà còn khiến nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn cảm thấy khó hiểu. Sau khi huấn luyện viên Kim sang xích tiếp quản đội tuyển Việt Nam, mọi chuyện đã thay đổi đáng kể. Trong hai trận đấu gần đây, Nguyễn Đức Chiến đã được trao cơ hội và anh không phụ lòng tin của vị thuyền trưởng mới. Trong trận đấu với Philippines, Đức Chiến được bố trí đá ở vị trí trung vệ thòng và đã thể hiện một phong độ xuất sắc. Ở trận gặp Iraq, anh lại được xếp đá tiền vệ trung tâm và tiếp tục chứng tỏ được giá trị của mình. Sự linh hoạt và khả năng thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau của Đức Chiến đã giúp anh trở thành một trong những quân bài quan trọng dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik. Đây là một sự thay đổi hoàn toàn so với thời điểm anh bị ngó lơ bởi huấn luyện viên Chu Jie. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho AFF Cup 2024, các trận đấu tại Village cũng thu hút nhiều sự chú ý vòng 23 V-League 2023-2024 chứng kiến cuộc đối đầu kịch tính giữa Hà Nội FC và câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trận đấu này không chỉ có ý nghĩa trong cuộc đua vô địch mà còn là cơ hội để huấn luyện viên Kim Sang Sích đánh giá các tuyển thủ quốc gia. Phút thứ 8, từ một pha đánh đầu kiến tạo của Tuấn Hải, Văn Quyết đã có pha xử lý kỹ thuật vượt qua Bùi Hoàng Việt Anh trước khi tung cú sút hiểm hóc mở tỷ số cho Hà Nội FC. Đây là một pha lập công đẳng cấp minh chứng cho khả năng săn bàn và tinh thần chiến đấu của cầu thủ kỳ cựu này. Không chịu kém cạnh, Phan Văn Đức của Công an Hà Nội đã nhanh chóng đáp trả bằng cú sút đẳng cấp vào góc hẹp, quân Bình tỷ số 1 đều ở phút 29. Văn Đức, một trong những trò cưng của huấn luyện viên Park Hang Seo, đã cho thấy khả năng tấn công sắc bén của mình, ghi điểm trước sự theo dõi của huấn luyện viên Kim Sang-sik từ khán đài. Sang hiệp 2, dù cả hai đội đều có những cơ hội tốt, nhưng chỉ có Hà Nội FC tận dụng thành công Phút 85, Đỗ Hùng Dũng đã tự mình khởi xướng pha phối hợp và kết thúc nó bằng cú sút hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng thủ đô. Đây là một màn trình diễn ấn tượng của đội trưởng đội tuyển Việt Nam, khẳng định đẳng cấp và vai trò quan trọng của anh trong đội hình. Sự chuyển đổi từ huấn luyện viên Chu Jie sang Kim Sang Sik đã mang lại nhiều thay đổi tích cực cho đội tuyển Việt Nam. Nếu như huấn luyện viên Chu Jie bị chỉ trích vì không sử dụng tối ưu các cầu thủ tài năng như Nguyễn Đức Chiến thì huấn luyện viên Kim đã thể hiện sự linh hoạt và biết cách khai thác tối đa tiềm năng của các học trò. Bầu Đức, một trong những người có ảnh hưởng lớn trong làng bóng đá Việt Nam, cũng đã có những nhận xét rất tích cực về huấn luyện viên Kim Sang Sích. Ông cho rằng, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim, đội tuyển Việt Nam đã tìm lại được sự ngẫu hứng và sức sống mới, điều mà trước đây chúng ta đã mất đi. Bầu Đức nhận xét, đội tuyển Việt Nam hiện tại trời ngẫu hứng hơn so với chính chúng ta cách đây vài tháng. Các đường triển khai bóng không bị lặp đi lặp lại, không bị bó buộc vào công thức cố định nào cả mà các pha phối hợp này tùy tình huống ở trên sân sẽ được các cầu thủ triển khai. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đang từng bước tìm lại chính mình. Dù kết quả chưa hoàn toàn mỹ mãn nhưng những thay đổi tích cực về lối chơi và tinh thần chiến đấu đã mang lại hy vọng mới cho người hâm mộ. Trong thời gian tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị cho AFF Cup 2024 giải đấu quan trọng trong khu vực Đông Nam Á. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang Sik và những điều chỉnh chiến thuật phù hợp, đội tuyển hứa hẹn sẽ có những màn trình diễn ấn tượng, mang lại niềm vui cho người hâm mộ và khẳng định vị thế của mình trên đấu trường quốc tế. Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã nhanh chóng tạo nên những thay đổi tích cực cho đội tuyển Việt Nam chỉ sau hai trận đấu đầu tiên. Với phong cách chơi bóng ngẫu hứng, linh hoạt và tinh thần chiến đấu kiên cường, đội tuyển Việt Nam đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc rõ rệt sự trở lại của những cầu thủ từng bị lãng quên và sự tỏa sáng của các ngôi sao mới hứa hẹn sẽ giúp đội tuyển có một hành trình đáng nhớ tại AFF Cup 2024. Người hâm mộ có quyền hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Việc không thể giành vé vào vòng sơ loại thứ ba World Cup 2026 rõ ràng là thất bại của bóng đá Việt Nam cũng như khiến người hâm mộ không khỏi buồn lòng. Nhưng cũng chính bởi tuyển Việt Nam bị loại sớm tại vòng loại World Cup 2026, bỗng lại may mắn đối với huấn luyện viên Kim Sang Sik trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quan trọng ở giai đoạn đầu tiên bản hợp đồng với VFF. Cụ thể, cho tới khi ASEAN Cup 2024, tiền thân là AFF Cup khởi tranh, tuyển Việt Nam không có trận đấu chính thức nào cho đến cuối tháng 11. Điều này đồng nghĩa giảm đi nhiều áp lực đối với ông Kim Sang Sik và các cộng sự. Rõ hơn nữa, huấn luyện viên Kim Sang Sik có tới 5 tháng theo dõi, chuẩn bị ASEAN Cup thông qua những trận giao hữu được thử nghiệm cả về con người lẫn lối chơi đối với tuyển Việt Nam. Không thể giúp tuyển Việt Nam lách qua khe cửa hẹp, giành vé vào vòng sơ loại thứ ba World Cup. Kết quả lối chơi cũng chưa quá ấn tượng và quan trọng hơn, huấn luyện viên Kim Sang Sik dường như bị ảnh hưởng khá lớn từ ông Park Hang-seo thông qua bản danh sách tập trung đầu tiên. Nói thế không có nghĩa là ông Kim Sang Sik chưa làm được điều gì cho tuyển Việt Nam. Trái lại, tân thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng đặt dấu ấn lớn trong việc giúp đội nhà tìm được niềm tin, sự hứng khởi sau quãng thời gian ảm đạm dưới thời huấn luyện viên Chu Jie. Vì điều này, nên hiện tại người hâm mộ rất kỳ vọng với quỹ thời gian tương đối dài tới sẽ thay đổi, nâng cấp tuyển Việt Nam lên một phiên bản tốt hơn từ nhân sự tới lối chơi nhằm trở lại với vinh quang ở đấu trường khu vực. Và công việc cụ thể mà ông Kim Sang-sik cần thực hiện vẫn giống người tiền nhiệm Chu Jie trước đây có nghĩa là phải xây dựng lực lượng cho tuyển Việt Nam một cách mới mẻ hơn thay vì dựa vào nhân tố cũ, vốn chẳng phải ai cũng đảm bảo phong độ, khát vọng. Bên cạnh đó, lối chơi cũng sẽ cần dựng hợp lý, đa dạng, biến hóa hơn thay vì một màu như những người đi trước. Quỹ thời gian 5 tháng không dài, nhưng chắc chắn, chẳng ngắn, hy vọng huấn luyện viên Kim Sang Sích có thể thành công với con đường mà ông chọn và giúp tuyển Việt Nam trở lại với chức vô địch ASEAN Cup. Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã có khởi đầu tốt cùng đội tuyển Việt Nam chỉ với 4 ngày huấn luyện, nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng học trò đánh bại Philippines trên sân nhà, cắt mạch 7 tháng toàn thua. Sau đó dù thua Iraq nhưng đội tuyển Việt Nam đã có nét tích cực, tấn công có nét hơn, tinh thần được cải thiện. Huấn luyện viên Kim Sang Sik không vội vã thay đổi mà ông tiếp quản nền tảng lối chơi và con người của các huấn luyện viên tiền nhiệm như Philip Chuzier và Park Hang-seo chỉ điều chỉnh một số chi tiết để phù hợp với phong độ cầu thủ và năng lực đối thủ. Lựa chọn an toàn của huấn luyện viên Kim đến từ 3 lý do. Thứ nhất, ông mới đến Việt Nam, chưa có nhiều thời gian để thuộc mặt, nhớ tên cầu thủ. Bởi vậy, đặt niềm tin vào cách lựa chọn nhân sự của người cũ là giải pháp khả dĩ nhất. Thứ hai, quãng thời gian huấn luyện ít ỏi, chỉ 3-4 ngày tập luyện cho mỗi trận đấu, cộng với thể lực cầu thủ đã giảm sút do phải thi đấu liên tục ở Village, khiến ông Kim khó đặt dấu ấn ngay. Cuối cùng, cách tiếp cận mềm mỏng hoàn toàn phù hợp với giai đoạn đội tuyển Việt Nam cần định hình lại cả về lối chơi lẫn tâm lý, chưa thể vội vã thực hiện cuộc cách mạng ngay. Tuy nhiên, ở các đợt tập trung vào các tháng 9, 10, 11 tới theo lịch của FIFA Days, gió sẽ đổi chiều ở đội tuyển Việt Nam. Sau 12 ngày đầu tiên đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có hình dung bước đầu về trình độ, thể lực và thái độ của cầu thủ, yếu tố mà ông Kim đã tìm hiểu từ trước khi sang Việt Nam nhưng rõ ràng phải đến khi bước vào huấn luyện thực chiến, nhà cầm quân sinh năm 1976 mới có thể thực sự thấu hiểu. Với nền móng đã được xây, cuộc thanh lọc đội tuyển Việt Nam sẽ thực sự bắt đầu trong thời gian tới. Do không lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng học trò sẽ không có trận đấu chính thức nào cho đến cuối tháng 11, thời điểm AFF Cup 2024 khởi tranh. Dự kiến ở ba đợt tập trung trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ có từ 3 đến 5 trận giao hữu, có thể gặp những đội quen thuộc, cũng không lọt vào vòng loại thứ ba như Singapore, Malaysia, Syria hay Ấn Độ. Tâm thế thả lỏng ở các trận giao hữu kết hợp với thời gian tập trung và huấn luyện dài hơn là điều kiện để huấn luyện viên Kim Sang-sik thử nghiệm cả hai khía cạnh, con người và triết lý. Về mặt con người, huấn luyện viên Kim Sang-sik chủ yếu gọi các trụ cột thời huấn luyện viên Park Hang-seo và Chu Jie kết hợp với các cầu thủ trẻ ở đợt tập trung đầu tiên. Đây là những gương mặt dày dạn kinh nghiệm ăn cơm tuyển, cũng ở trạng thái sẵn sàng cao độ để có thể đáp ứng yêu cầu ngay chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, ở đợt tập trung tới sẽ có nhiều nhân tố mới mẻ từ Village được triệu tập khi ông Kim có thể tạm gác áp lực thành tích chỉ tập trung khai phá nhân tố mới. Còn với lối chơi triết lý của huấn luyện viên Kim Sang-sik chưa được định hình khi chính các cầu thủ thừa nhận chưa thể đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện, song đã có những nét mới mẻ như phòng ngự chủ động hơn cự ly đội hình hợp lý, mảng miếng tấn công trực diện và rõ ràng. Đội tuyển Việt Nam không cầm bóng dườm già mà luôn triển khai rất nhanh. Các cầu thủ cũng có không gian để sáng tạo thay vì bị bó buộc vào những nguyên tắc khô cứng. Rất có thể với huấn luyện viên Kim Sang Sích, chất kỷ luật tự do sẽ hòa quyện nhau rõ ràng hơn. Ngay cả khi chuẩn bị giáo diết trong năm tháng, chưa chắc đội tuyển Việt Nam đã lột xác. Mọi đội bóng đều cần thời gian, nhưng khoảng nghỉ sắp tới là thời cơ vàng để huấn luyện viên Kim Sang Sích đặt dấu ấn của riêng ông